Ngàn trùng sóng số phòng ba cũng không ngăn được, đi lên từ mồ hôi máu rơi. Hào hùng cá con vừa xa biển khơi, anh em bên nhau sát vai không rời. Đau thương cùng nhau sẽ chi cùng trời, gương mặt trên vai ta cùng sóng pha khắp nơi. Ta đang mặc ai chỉ cần chung chén rượu, lời thề nghĩa chung suốt đời là anh em. Ông nào quen giang hồ là tái sức thì bình yên ngỡ ngàng thu kẻ thù tại bốn dượm lại cái phước an ổn chi tình thiên đời bao lời khuyên gương đau lắm lúc ta quá chớn nhớ công ơn bố dạy thương cá lớn máu tôi gơi giữ cho mới luôn vui là tâm cách tao mang giúp bà con khá hơn đàn ăn giống vậy phải cần cái đầu lạnh để kinh tế giàu mạnh để thức tàn đánh nỗi đau đôi lúc phải thầu lặng khi mưa bắt đầu tạnh là phải đi càng nhanh chân ta đây cứ bước thôi sẽ còn cực kinh những chiến đầy cao khó khăn mặc cả con cứ nước vì đã lớn lên cùng với những tiếng mày tao ấy sứ mệnh cho mới trong bàn tay quyết tâm vượt biển lại càng hay. Khi gặp khó đến lúc tung hoành sẽ gió tung làng bay bay cao xa tiếng xấu dân đầu đèn luôn hệ thống niềm đau. Cảm ơn anh em người cùng tao chiến đấu nhưng đi mãi trong lòng cho đến hết đời sau. Ngàn trùng sóng số phòng ba cũng không ngăn được, đi lên từ mồ hôi máu rơi. Hào hùng cá con vừa xa biển khơi, anh em bên nhau sát vai không rời. Đau thương cùng nhau sẽ chi cùng trời, gương mặt trên vai ta cùng sóng pha khắp nơi. Thằng khác tao luôn là số 9 nhưng tao lại thích 10. Vấn đề quá ít người nhưng rộng cái tình nghĩa, nằm không ngồi chết và hết lời. Đầu mà tao đâu có nói chơi, sống kiểu như mày mà còn mong được đổi đời thì thằng biết cá này dễ gì có chỗ bơi để mà nằm có chỗ chơi. Mỗi ngày tao đi theo mấy người anh học hỏi, giữ cái địa bàn có lời giải tao mỗi tay. Lúc nào cũng mong mấy đứa em nó học giỏi, anh mày thì học dở chuyện nên không thể đổi thay. Nghĩ lại như thơ ngày nào đấu tiếc quá, nhưng mà thôi cái cuộc đời nó nghiệt ngã, chỉ muốn cùng anh em tao sống qua vượt bao phong ba mà nãy tao giết phá. Em duy nhất tao dạy để cầu an, cha mẹ yên tâm cho thằng con này cứng rắn. Nén hương thứ hai tao nguyện cho anh em sức khỏe và làm ăn là phải luôn chiến thắng. Nén hương thứ ba cho anh chị đã ngã xuống, mặc dù trong lòng thằng em đau đớn lắm. Yên tâm đâu đó trên thiên đàng anh chị sẽ mỉm cười vì đường em đi luôn đúng đắn. Một khi cả ba sức chán mẻ đầu, nhưng có chuyện tao không bỏ mày đâu. Tao với mày nó quá lẽ sầu, người anh em tao tặng mày vài câu. Làng khó có tan cũng đừng quên tình bạn, nếu thuốc cuối cùng chia nhau hút canh đêm. Hồng nhan rồi sẽ có lúc phải bạc phận, nhưng mà sóng gió nào vẫn còn đó anh em. Ngàn trùng sóng số phòng ba cũng không ngăn được, đi lên từ mồ hôi máu rơi. Hào hùng cá con